Từ từ. Còn hủ tiếu bình chai kìa, bình chai kìa, mua hủ này nè, ở đây đây ở nhà mình. Đông quá chỗ nhà bếp à. Đó rồi, để kiếm nước uống. Trung thu rồi, khoai mì. Khoai mì ở đậu xanh. Này đi chùa mới các bạn. Đây là một ngôi chùa mới biết. Xe đậu đông dễ sợ luôn. Đây là chùa trong kia kìa. Bữa nay là mùng 1 Tết, 12 giờ trưa. Chùa lớn quá ta. Chùa này của sư cô. Đi hả? Thiền viện. Thiền viện. Thiền viện. Thiền dưỡng. Đây là trước cổng chùa các bạn, nằm một cái khu mà vòng ngoại ô thiền viện quan chiếu. Giờ mình đi vô. Hai bên cây đường đẹp quá, nằm một ông xuân rất đẹp luôn. Đây có thập bát là hán rồi. Thập bát là hán rồi. Thập bát là 18. Vậy mà cái học tiếng Tàu 30 năm mà luyện tiếng Tàu. Đẹp chưa? Anh quá ha. Anh thấy chưa? Hai cánh hoa sen đang đứng các bạn, thấy cao, hai bên phật bạn là hai cây bông sen, hai cánh sen. Ồ, không có đeo cái cây hay chụp hình ta. Đó, cái gì không hết đó. Tôi mẹ bà Quan Âm đây. Wow, lớn. Giống như trong đi lên cấm cung hầu vua vậy. Đổ em mê mực à. Đôi mê bậc thang. Một, hai, ba. Sao chẳng ta? Giờ tới chánh điện rồi. Chánh. Chánh.
kinh hồ cao bao nhiêu mà trong ngày dễ về hả vui mừng đó một số quý mạo quý vị quan tâm đến chuyện lễ Phật lễ Bồ Tát và họ lộc thì cũng đừng quên nhắc nhở quý vị chúng ta xuống nhà bếp quan chiếu để mình họ thực để mình ăn để mình trao đây thực phẩm chai mang thế nào và tất cả đều free. Wow, có được chai nữa chưa? Và tất cả đều free. Được chai free đó. Ừ. Rồi đấy. Ở đây vậy đó. Mọi thực phẩm luôn đấy. Này đều free hết. Quý vị đừng có đừng tối với mình nha. Mình vui hết. Tối tối theo đó. Mình cũng không thấy đói. Đói cũng sao đâu. Xin nhắc lại mời quý vị xuống nhà bếp cho một chiếu để chúng ta thưởng thức món ăn chay đầu năm để xem món gì đó không ngon nào. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể. Có chụp phải không? Giờ chụp bị ông tắm không? Giờ đi ra phía xa các bạn. Cái trò này nó đẹp quá. Đó mà đẹp nữa, cảnh đẹp nữa. Ở mười mấy năm giờ mới biết chùa này. Tôi muốn remix lên mới sợ. Qua đây phía sau chùa nè, đây là phía sau chùa, chùa cây đẹp quá. Cây gỗ ốc đẹp ghê. Cái này mai mà gắn lên như cái mai đó hả? Ừ. Năm sau xấu gắn giùm chứ. Làm sao xin làm Phật tử đây xuống gắn mấy cây mai này nè. Cái đào này nè. Ồ, cái này gắn mai cũng đẹp nè. Đây trời nắng đẹp ấm. Ấm ấm chứ còn không nói nó ấm cũng lạnh. Rồi. Cái này mà giơ tay của Dry Lee nữa là đẹp luôn. Đi đây hả? Đi chưa ta? Tụi nước mẹ đẹp quá kìa. Ồ, tụi nước mẹ quá. Ồ, tụi nước mẹ đẹp dễ sợ chưa? Tụi đứa mẹ đẹp dễ sợ. Tụi mẹ quán ấm. Đây không có nắng mà lạnh nữa. À, đi vô kia con có gì không? Muốn muốn đi xuân tới vườn đông nhất điểm chi. Ở trong đó chắc là nhà bếp. Ở đây tất cả những cái món ăn là free hết nha các bạn. Không có trả tiền, không tính tiền gì hết. Đây là ăn uống là free hết. Trên like hả? Ờ à. Nó ăn gì nữa. Giờ coi chồng tới. Wow, đông quá. Thank you.
ai kìa. Đông quá chỗ nhà bếp à. Đó rồi, để kiếm nước uống. Trung thu rồi, khoai mì. Khoai mì ở đậu xanh. Bây giờ có đồ ăn rồi, giờ mà không biết ngồi đâu. Ở đây gió lạnh quá hả? Gió lạnh. Đây nước bán gì đây? Trái giò kìa, nước trái giò kìa. Trái giò nè. Hai sư huynh đang nướng trái giò nè. Rồi nè. À. 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 Đẹp quá, mấy cây đẹp quá. Coi như đây, lấy đi. Ai xưa nó nướng chả giò đây. Chả giò ngon đẹp quá. Năm nay ngày đầu tiên tôi làm thành công hết trơn. Chả giò ngon lắm nha. Đây là cái đào. Đây là nụ đào thiệt nè. Mà đây là đào giả nè. Cái đào. Chùa này mới xây à. Chưa xong mà hoàn thiện xong chắc đẹp à. Có nụ hả? Chẳng lẽ sắp sửa tới mùa xuân rồi ta? Cái này cái bông tím nè. Đẹp, đẹp quá, cái cây đẹp quá, đẹp luôn thôi. Có nụ luôn nè hả? Có nụ luôn nè. Sắp sửa mùa xuân rồi. Cây đẹp lắm quá. Cái này lâu lắm rồi nè. Wow, đứng đây nhìn xuống hết đây. Đây là toàn cảnh trên nhìn xuống. Oh.
Chợ Bến Thành ở thành phố Arlington, Texas. Đây là dựng lại chùa Một Cột. Tối nay chắc sẽ có hội chợ ở đây. Thấy nhiều người chuẩn bị bỏ đồ ăn ra, chuẩn bị nấu, mô phỏng là chùa Một Cột ở Việt Nam. Tết vậy. Dừa. Dừa. Chết đi. Bịch. Khùng. Hoa kìa, cho hoa kìa. Cái này đẹp lắm, nên phải bỏ nhà là đẹp á. Đeo ấy bốc á.
mấy cái lì xì á. Tại mình Hồng Kông á, Hồng Kông 30 lần. Mình muốn đi Hồng Kông bị 30. Yeah. Đào 28 đồng. Thằng bác cái mai ta. Sao nó bán mai cho mình. Mình lại không. Nhiều vậy. Mày cái chậu qua lên hổng mua như 40 đồng. Anh mua biết, anh không biết mua. Anh mua, anh đừng có mua cái này, nó bằng cái màu nâu á, cái màu đỏ cặp. Màu đỏ gói á, nó rẻ hơn. Ủa thấy mà đã có một không, hai giá một à. Không biết mua mà bởi gì. Thôi hả? Sến quá. Ôi, dạ thì không thích đồ sến mà mua đồ sến dục biết rồi. Nhưng mà cái chậu này có chứng kiến mai là nó đẹp. Rồi mua trồng đậu mô đình xíu đi. Mai đẹp rồi tới chân. Hai mươi lăm đồng. Tết là phải màu đỏ chứ lại màu đen. Ủa cái gói trên kìa, trên có cái gói kìa. Ở cái chậu như cái gói vậy đó. Mà lấy đi. Gói nào đừng có nứt nghe. Em đâu có biết cái nào nứt.